Mày còn ở đây làm chó gì thế hả? Về đi, ở đây đã hết việc rồi. Mày và gia đình của mày là những người ngu ngốc còn sống trong cái thị trấn này. Cái loại như mày nên hụt về một đống cứt mới thôi. Tổng đài nghe đây, tôi có thể giúp được gì cho ông không? Thưa bà có thể nói rõ hơn không? Tôi không hiểu, vui lòng hãy nói rõ hơn được không? Tôi là bạn của cậu mà hay quýt à? Coi nào mấy đứa, nhìn cái khách sạn này lần cuối đi. Và đây sẽ là nơi của mình sau 1-2 ngày đó. Cái gì đây anh sẽ đặt luôn những cái bạc nào chứ? Anh sẽ đặt nó vào những đêm đặc biệt thôi. Vậy anh sẽ nhớ gì nhất? Khi anh đi rồi anh sẽ nhớ điều gì nhất? Coi nào, hãy nói em nghe. Ngoài em ra hả? Không có gì hết. Ý anh là gia đình và tất cả đương nhiên. Nhưng Dean sẽ ở đó với anh mà. Đúng không Dean? Hơi mát, có ở trong đó không? Không có, chúng tôi đang xử lý một vụ án ở đây. Tôi vừa từ làm mẫu đến đây. Cái thằng cháu cục mịch của ông đã giết một người rồi đó. Bây giờ tôi sẽ còng đầu nó đi. Tôi nghĩ có thể ông sẽ muốn đi cùng với tôi. Các bạn đang xem phim tại kênh Bitekan kinh dị. Sao cũng được, sống quanh quẩn trong cái thị trấn này, nghe thì ít tiền cũng không nhiều, thức ăn lại ít và chả khác nào tự sát. Và tôi là kẻ thực thi pháp luật còn sót lại ở đây đó. Tương tới tôi sẽ chuyển đến Michiran. Tôi hỏi bản thân là tôi không phiền mà nói, ông đã nuôi cái loại khiểu năng đó từ bao giờ? Ông không để sinh vật đó đi quanh quẩn ở người bình thường được đâu. Đó là điều mà tôi muốn nói ông. Nó là không phải khiểu năng, nó chỉ là chậm hiểu thôi. Ồ, đệt, nó kìa chú ơi. Ông ở yên đi nha, tôi sẽ gọi cho ông sau. Ê nhóc, bỏ vũ khí xuống. Tao đã thấy mày làm gì rồi đó hằng hay quýt. Đừng làm một việc trở nên tồi tệ hơn. Đặt vũ khí xuống ngay lập tức. Đừng có ngu ngốc như thế chứ. Tôi nghĩ chúng ta có chút vấn đề đây, cảnh sát trưởng à.
cực thật. Tao vừa mới giết một thằng cảnh sát trưởng khốn kiếp này đây. Nhìn con cũng giống cảnh sát đó. Quân của mày đây và bữa ăn phi trên bàn đó. Các quý bà hãy yêu những gã mặc đồng phục nha. Cái lò mổ đó có nghĩa gì vì trắng này hơn những gì mà mấy hạng đằng đó đã từng biết. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Trước khi cái thị trắng này tràn ngập những lũ đua xe và tụi hippie, chúng ta đang sinh sống tại đây. Không bao giờ từ bỏ vùng đất ruột thịt này. Và một mình. Mọi người cũng có thể sẽ không nhớ những gì ta nói hôm nay. Nhưng chắc chắn sẽ nhớ những gì ta làm hôm nay. Cảm ơn ngài cảnh sát trưởng tốt bụng. Đêm nay ta sẽ không bị đói. Thực tế hơn, ta sẽ không bao giờ chết đói nữa. Cha đi ăn nói có duyên tí đi. Mẹ ơi, con bảo cha đi chết rồi mà. Bây giờ con là hồi cảnh sát trưởng khỏi. Nhìn kìa cưng, coi nào, ta dừng ở cửa hàng kia được không? Nhìn anh á, như cái cửa hàng đó. Coi nào ba đi. Bộ phim được khích mình bởi Peter Can. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Ít coi là sao hả? Coi nào buddy. Cả hai cứ liếc nhìn nhau suốt cả quãng đường đi mà. Ở đằng sau có một cái toilet đó. Coi nào, vào đây. Ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện rồi mà. Dù là chuyện gì đi nữa, tớ và Dean sẽ đến Mexico. Anh ấy sẽ không đi cùng Edith đâu. Và anh ấy sẽ không đi Việt Nam nữa. Chissi à, cậu phải nói gì đây? À, tớ nói hãy cứ đi đi.
phẳng cuộc chiến này đi, làm những gì mà mình muốn. Vì tại sao cậu lại để Edith quay lại nơi đó hả? Nó ở trong máu anh ấy rồi. Cái gì ở trong đó? Chiến tranh. Ý cậu là sao hả? Xem này, cậu làm những gì đủ lòng và cuối cùng rồi sẽ bắt đầu hít nó thôi. Mẹ bà nó bể cái kính mẹ rồi. Anh nghĩ hai người đó sẽ ổn chứ ha anh? Đi về một mình sau khi ta đi. Ồ, anh hãy yên tâm về họ lắm đi nè. Em có chắc là không có gì để nói với anh chứ? Ta đi được chưa hả? Em có ổn không? Ừ, cứ đi đi. Sao mà không mua gì hết vậy cưng? À, chả có món nào ở giống đó để mua được hết á anh. Em làm gì vậy hả? Em làm cái chó gì hết? Em sẽ không đi đâu Edith à? Nói gì vậy? Em không đi Edith à? Anh nghĩ tối qua em không nghe anh nói gì hả? Trong giấc ngủ khóc than về những gì đã xảy ra ở đó. Vậy sao anh lại có thể muốn em đi như thế chứ? Hên là bố không có ở đây để chứng kiến chuyện này. Thì sao, đứa con hèn nhát à? Anh cứ đón đi Edith, em không giống anh đâu. Được chứ? Em chưa sẵn sàng cho điều này, em chả có vấn đề gì với việc cộng ở Việt Nam hoặc sao cũng được đó. Mày nghĩ tao quay lại đó làm cái chó gì hả? Tao quay lại đó là vì mày thôi. Thôi đi. Mày cho rằng chỉ có một mình mày biết sợ hả sao? Tao không sợ à? Mày nghĩ tao vẫn không sợ à? Im hết đi. Anh muốn gì đây? Tấp vào lề ngay, tấp vào lề. Ồ chú ơi, đừng có tấp vào. Ồ nó có súng kìa Edith à. Im đi, bình tĩnh nào. Anh làm gì vậy Edith? Nó bắn kìa. Ồ chú ơi. Có chân. Chú ơi. Jesse. Bobby, Dean. Dean à, anh sẽ đi tìm người giúp mọi người. Anh đi tìm đây. Jesse. Ồ, ấn tượng quá nhỉ. Tụi bay khó nhai hơn tao nghĩ đấy. Mày muốn gì hả? À, mọi thứ. Tụi tao thích đi cướp trên cả đoạn đường này thì sao? Mẹ kiếp thiệt đó. Nếu biết chơi thì bọn mày và cả hàng cấm kia im miệng lại thì sẽ không chết nha. Có ông ở đây hay quá sĩ quan à? Ồ, mong là vậy. À, sếp à, ngồi xuống và ở yên đó đi. Mấy nhóc có ổn không hả? Sao không bước xuống xe đi nếu thấy không phiền? Hương ngày, tôi không tìm được bạn gái của mình vậy. Kiếm cái nẹp cho mình đi con trai à. Hương ngày, tôi không tìm được. Bây giờ mới tốt hơn cho mày nha. Nào mấy nhóc bước hết xuống xe nhanh lên. Ngài cô ấy bị hư nặng lắm. Được rồi, nào mấy nhóc.
Tao chỉ yêu cậu nhẹ nhàng thêm một lần nữa thôi đó. Bước hết xuống cái xe khốn nạn này ngay, không thì tao sẽ hỏi ba cái đầu tụi bay hết. Xem nào, mày làm được mà. Nhìn cái đống lộn xộn đi mà chúng mày đã gây ra. Cái tai nạn này không có cháy nổ gì cả. Hàng khốn nào trong bọn mày đã đốt cái hẻ này đi. Bước đến đây đi cho tao. Coi nào, đến đây. Chó chết, bước đến đây ngay. Thằng nào tên là Dean Hit hả? Cưng à, mày không phải Dean, đúng không? Là tôi hơn ngày à? Tôi là Dean. À được Dean, rất vui được gặp cậu. Bọn mày đã lấy một thứ, một đống cứt to hồi hám này, ngay ở phía sân sau nhà tao. Giờ thì tao đều biết mày chỉ là hằng hàng phải không Dean à? Tao sẽ để mày chết như một anh hùng. Được rồi, đem nó vào kia. Mẹ kiếp, tao bắt đầu nghĩ mày đang làm phí thời gian của tao rồi đấy, hằng đầu vàng à. Nhanh lên. Anh thấy Jessie vậy à? Cô ấy không sao, đừng có nói gì cả. Cô ấy đâu, im đi mà. Này Monty, đến dọn dẹp cái đống lộn xộn này đi. Khoảng 1-4 dặm bước khu bắc đây, có cả chiếc mô tô nữa. Vậy có con gà lái chiếc mô tô cùng cây đã chết hay sao Hương à? Nếu đó là mẹ của mày, cưng có muốn ta chói cô vào đằng sau chiếc xe tải như một con khú để chết không à? Tôi chỉ thấy nó thật nhảm nhí. Mày vừa nói gì nhảm nhí hả? Phải không Điên? À không Hương à, mày sẽ không nói dối chứ Điên à? Cây súng đâu rồi? Yeah.
Các bạn đang xem phim tại kênh Peter Cần Kinh Dị. Thằng nhóc tinh quá nhỉ. Và bọn mày đến đây để làm gì hả? Hương à, chúng tôi chỉ đi ngang qua đây thôi ạ. Trên đường đi để tái nhập ngũ. Trông mày vẫn còn trẻ quá nhỉ. Mày đóng quân ở đâu hả? Việt Nam Hương à. Việt Nam thiệt à. Giết nhiều cộng sản lắm rồi phải không? Ừ, một thằng da vàng Hương à. Ông đưa chúng tôi đi đâu vậy? Ông đưa chúng tôi đến cái nơi quái nào vậy Hương à? Ở đó thế nào hả? À văn hóa ở đó nó lạ lắm. Mày đừng có nói nữa. Đây là sở cảnh sát sao? Không, nó là nhà của mẹ tao. Ở đây thì đừng có mơ như thế nhé. Ta sẽ làm gì đây? Anh sẽ giết cái thằng khốn nạn đó. Này, tốt hơn chúng mày đừng có quậy lung tung trên xe tao, nếu không muốn tự mình dọn dẹp nha. Hắn ta biết Eric rồi. Cái gì? Hắn biết anh không phải là em. Không đâu đi nè. Bọn ta. Cái gì kìa? Ồ, cái gì thế kìa? Tới đây, kéo con đó gà họ đây đi. Coi nào, bình tĩnh nha. Ôi chúa ơi, anh sẽ đưa chú ra khỏi đây mà. Dean, nhìn đây nè. Cứng gắn lên, như lính đó. Mọi người sẽ đi đổ thì tìm chúng tao biết mà. Mày đã phạm sai lầm rất lớn đó. Con à, mày ngu lắm. Sẽ không ai nhìn đến lũ súc vật này cả không một người nào hết. Bây giờ cũng không, chúng chết rồi cũng không. Xem nào, có gì ấy nhỉ? Một đống cứ khói sao?